Hello anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Anphat Commuter. Bây giờ mà bảo anh em khoảng cầm 8 triệu đồng đi mua cà lạc, anh em có mua được không? Tất nhiên là vẫn mua được rồi, nhưng mua em nào mới là quan trọng. 8 triệu đồng cách đây một khoảng thời gian có thể sở hữu được khoảng là GTX 1660 Super, hoặc thậm chí có những thời gian 8 triệu đồng đã có thể mua được RTX 2060 rồi, nhưng đấy chỉ là quá khứ thôi. Hiện tại thì tất cả những mẫu cà đồ họa đều bị tăng giá hết và chúng ta sẽ không thể tránh được cái hiện tượng này. Và để đảm bảo cho anh em được cái túi tiền anh em khoảng 8 triệu đồng vẫn có thể chọn mua được những mẫu cà đồ họa gọi là ổn nhất ở trong tầm giá, thì ở trong video ngày hôm nay mình sẽ mang tới tổng cộng là 3 mẫu cà đồ họa để anh em có thể lựa chọn. Đầu tiên, đây trên tay mình luôn là GTX 1650 với mức giá khoảng từ 7 đến 8 triệu đồng tùy từng phiên bản anh em lựa chọn. Ngày xưa thì khoảng thời gian đầu mới ra mắt thì 1650 sẽ có mức giá khoảng 5 triệu và bây giờ đã tăng thêm khoảng 2 triệu nữa, thì mình thấy là 1650 tăng giá không quá nhiều đâu. Thì đối với hiệu năng của GTX 1650, khi các bạn chơi game trên độ phân giải là Full HD, tất cả những cái tựa game online nhẹ thì đều mắc setting một cách dễ dàng. Đối với những tựa game online mà nặng hơn một chút thì cần phải setting. Còn với tựa game offline thì mình nghĩ là từ medium đến high setting là hoàn toàn có thể phù hợp để chơi game rồi. Còn phần test hiệu năng thì để ở cuối video, anh em có thể tua phần cuối video để xem nhé. Bây giờ mình sẽ đến một phiên bản có mức giá hơn một chút. Đây là GTX 1050 Ti. Thì đối với 1050 Ti là anh em có thể mua lẻ được. Lý do bán lẻ là bởi vì chả ông nào mà dùng 1050 Ti để đi cày trâu cả, cày làm sao được. Thế nên có bán lẻ 1050 Ti. Tuy nhiên giá của 1050 Ti cũng không phải là kiểu là mức giá quá rẻ để anh em gọi là xả tồn đúng không? Không phải nha. 1050 Ti sẽ có mức giá khoảng chừng 5 triệu đồng, mình nhớ không nhầm thì là vậy. Anh em nào mà đang có ý nghĩ rằng bên này đang xả tồn nên đưa mẫu cà đồ họa rẻ lên đúng không? Không phải nhá, 1050 Ti vẫn bị tăng giá, có sản xuất lại và có bị tăng giá, thế nên sẽ không có hiện tượng xả tồn đâu. Và nếu như anh em nào mà muốn mua lẻ cà đồ họa về để phục vụ nhu cầu chơi game thì mình nghĩ là 1050 Ti là một sự lựa chọn khá là tốt để có thể cân nhắc. Lý do bởi vì là đây, phiên bản mình đang có đây là phiên bản điện tử Palit, không sử dụng nguồn phụ. Và cái thứ hai nữa là hiệu năng chơi tất cả tựa game online nhẹ như kiểu là Liên Minh Huyền Thoại, Dota 2, CS:GO là vẫn mắc setting được ổn định. Và nếu như anh em là sử dụng màn hình có tần số quét 144Hz thì vẫn có thể sử dụng một cách hoàn toàn ổn và hoàn toàn ok. Và mình sẽ đến một phiên bản có mức giá gọi là thậm chí còn thấp hơn nữa cơ, mức giá dưới 3 triệu. Đây là cạc mạng của Gigabyte. Không, đùa tí thôi. Đây là GTX 1030. Ngày xưa thì mình đã có nghe đến một câu nói là GTX 1030 cái gì? Cho không thèm lấy. Bây giờ thử cho em này xem có lấy không. Thôi, nói vui một chút thôi. Thì đối với GTX 1030, hiệu năng sẽ loanh quanh khoảng mạnh hơn GTX 750, tức là hiệu năng không phải quá mạnh để có thể chơi game. Nếu anh em vẫn muốn chơi game thì anh em cần phải setting lại, đó chính là chơi game cho độ phân giải Full HD, thì kể cả những tựa game online nhẹ vẫn nên kéo về phần setting thấp nhất để cho cái mức FPS khoảng trên 100 để có thể sử dụng. Thì đối với hai em cà đồ họa là GTX 1650 và 1050 Ti là sẽ phù hợp nhất đối với cái nhu cầu là cần tìm kiếm mua một mẫu cà đồ họa để có thể chơi game về lâu về dài được. Còn đối với GTX 1030, theo như mình thấy nó sẽ hơi khác một chút. Thứ nhất là anh em cần mua mẫu cà đồ họa khoảng mức giá dưới 3 triệu đồng mua về để chữa cháy trong khoảng thời gian đợi tiền để mua những em cà đồ họa tốt hơn, thì hoàn toàn có thể mua em nó về để có thể sử dụng giải trí. Và cái thứ hai là em cà đồ họa này sẽ có mức ăn điện khá là thấp, khoảng chừng 20W điện. Thì với khoảng 20W điện, anh em nếu mà cần nâng cấp cho những cái bộ PC đồng bộ kiểu là việc ở trên công ty thi thoảng cần giải trí một chút mà máy không đủ mạnh thì hoàn toàn có thể mua em này về để cắm vào. Thì với cái công suất 20W thì hầu như những cái bộ nguồn và những thiết bị đồng bộ vẫn có thể gánh được em nó để anh em có thể giải trí. Vậy thì anh em đánh giá sao về ba sản phẩm cà đồ họa mình mang đến trong video ngày hôm nay? Và hãy nhớ rằng không phải là đồ xả tồn đâu, một số sản phẩm còn phải gắn kèm PC cơ, và giá tăng lên thì không có ý nghĩa gì mà mang đi xả tồn cả nhá. Hẹn gặp lại anh em ở trong video sau. Và ở trong video sau, nếu anh em muốn mình làm thêm về những cái mẫu cà đồ họa có mức giá cao hơn khoảng từ 20 triệu đổ xuống hay là từ 40 triệu đổ xuống thì đừng quên để lại ý kiến ở cái comment nhá.
Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết video này. Và nếu như có thắc mắc về bất kỳ sản phẩm hay chương trình khuyến mại nào thì đường link tư vấn miễn phí cũng như là mua hàng mình sẽ để ngay dưới phần mô tả của video. Và nếu chưa đủ tiền để rước em nó về, đừng quên là An Phát có trả góp 0%. Nhớ like, share cũng như subscribe và để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.